Bản tin 24 giờ xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình mưa lũ trong nước và quốc tế, cũng như tình hình về an ninh chính trị, kinh tế, xã hội trên thế giới. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, Trung Quốc tiếp tục đón nhận tin đau buồn khi ngày hôm qua 30 tháng 6 năm 2023, con đập lớn nhất của phía Trung Quốc bị rất nhiều các nước trên thế giới đe dọa cho phóng tên lửa và dội bom phá nát con đập, sát phẳng Bắc Kinh và các tỉnh thành của Trung Quốc bởi vì họ nói rằng Trung Quốc đáng bị trừng trị. Kính thưa quý vị, theo tờ báo quốc tế cho biết, hôm qua Mỹ, Nga, Triều Tiên, Ấn Độ và một số nước trên thế giới, trong đó có Liên minh châu Âu ra tuyên bố sẽ hợp sức lại với nhau để trừng trị Trung Quốc bởi vì chính Bắc Kinh để lại con virus Vũ Hán, hay còn gọi là vũ khí sinh học, đi lây lan khắp thế giới. Đến bây giờ, cả thế giới đón nhận gần 150 triệu người nhiễm và hàng chục triệu người đã tử vong. Đây chính là tội ác, tội lỗi của Bắc Kinh. Chính vì vậy, thế giới cần ra tay trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình. Chỉ có như vậy, thế giới mới được bình yên. Nghe tới đây, chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng vậy thế giới sẽ ra tay trừng phạt Trung Quốc như thế nào? Thì xin thưa với quý vị rằng có rất nhiều cách ra tay trừng trị Trung Quốc, nhưng làm sao để diệt được tận gốc cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình mà không làm ảnh hưởng tới người dân Trung Quốc thì đấy mới là một tính toán nhân đạo. Người ta cho rằng rất nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Nga, Triều Tiên, Ấn Độ sẽ phóng tên lửa hoặc là dội bom phá vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Nhưng nếu như con đập lớn nhất của Bắc Kinh mà vỡ, nó sẽ nhấn chìm 2/3 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông, và khi đó người dân vô tội của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi. Như thế thì không thể nào gọi là tính nhân đạo được. Chính vì vậy, thế giới đang tìm cách để ra một phán quyết khác trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình. Phán quyết này vẫn chưa được tiết lộ. Theo các chuyên gia phân tích thì các nước không cần phóng tên lửa và dội bom con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc. Việc này cứ để mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời ra tay trừng trị. Bởi vì mưa lũ ở Trung Quốc dường như vẫn đang tiếp tục xối xả. Hôm qua, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV trong bản tin dự báo thời tiết nói rằng hiện tại mưa bão ở Trung Quốc vẫn đang hết sức quan ngại. Bởi vì những cơn mưa to và rất to vẫn đang chút hàng triệu mét khối nước từ trên trời rơi xuống đập Tam Hiệp, khiến cho mực nước tại đây vượt mức báo động đỏ tới 10 mét. Những ngôi nhà cao 5 đến 7 tầng bây giờ đã ngập tới tầng trên cùng. Hiện tại tình hình Trung Quốc đang hết sức rối ren. Ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7 năm 2023, Trung Quốc tiếp tục đón nhận một tin được cho là vô cùng đen tối khi một điểm báo nói rằng Trung Quốc sắp bị diệt vong. Điểm báo đó đã được các trang mạng của Trung Quốc như TikTok và WeChat đăng tải trên những đoạn video cho biết những con cá hay những đàn châu chấu bay lượn khắp bầu trời của Trung Quốc. Ngoài ra, những đám mây đen xì vẫn đang hoành hành tại 28 tỉnh thành phía Nam, phía Tây của Trung Quốc, gây ra những trận lụt lội nghiêm trọng. Điện, đường, trường, trạm bị phong tỏa và người dân vẫn bị cô lập. Rất nhiều trường học, bệnh viện của Trung Quốc phải niêm phong. Đứng trước tình hình đó, cơ quan cảnh báo động đất sóng thần quốc gia Trung Quốc nói rằng trong 2 ngày nữa, Trung Quốc lại tiếp tục hứng chịu một trận động đất kinh hoàng ở thành phố Vũ Hán. Và nếu như trận động đất này xảy ra với cường độ mạnh thì nhiều khả năng chân móng của đập Tam Hiệp sẽ không chịu nổi và khi đó nó ắt sẽ phải vỡ. Chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là sẽ bị chôn vùi dập, và đó là một tin được cho là rất đau buồn cho phía Trung Quốc, nhưng lại là tin vui cho thế giới. Bởi vì thế giới nói rằng Trung Quốc mà diệt vong thì hành tinh này mới được sống trong cảnh ấm no hạnh phúc. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng nhà tiên tri dự đoán rất đúng. Năm 2021 và 2022 là những năm tồi tệ nhất đối với phía Trung Quốc. Các nhà tiên tri nổi tiếng trên thế giới dự báo cuối năm 2023 Trung Quốc còn đón nhận nhiều tin đau buồn hơn nữa. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới khi hôm qua tờ báo quốc tế cho biết con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc sắp bị vỡ, nhưng quân đội của chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn đem rất nhiều binh lính đi ra xây dựng hòn đảo phi pháp ở ngoài Biển Đông. Ngoài ra, quân đội của Bắc Kinh còn đem quân, đem xe tăng cùng rất nhiều vũ khí cung cấp cho các căn cứ quân sự mà Bắc Kinh đang cho xây dựng trên đất của Campuchia, hòng khống chế khu vực Đông Nam Á và thách thức thế giới. Trong những năm vừa qua, rất nhiều tờ báo quốc tế, đặc biệt là tờ báo Mỹ mang tên BBC News, nói rằng Campuchia đã cấp cho Trung Quốc rất nhiều lô đất đẹp để Bắc Kinh xây dựng các căn cứ quân sự. Tờ báo của Mỹ cho biết chính quyền của ông Tập Cận Bình đang cho xây dựng một sân bay trong một khu rừng rậm cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng 70 km về phía đông. Hiện tại thì sân bay này đã xây dựng được 70% và nhiều khả năng cuối năm 2022 sân bay này sẽ đi vào hoạt động, và đây là một điều cực kỳ nguy hiểm cho khu vực Đông Nam Á. Được biết, trong những năm trở lại đây,
chính quyền Thủ tướng Hun Sen của Campuchia rất thân cận với chính quyền ông Tập Cận Bình. Người ta cho biết ông Hun Sen đã sang Bắc Kinh 6 lần để hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2023. Thủ tướng Hun Sen và của Campuchia đã bay một chuyến bay từ Phnom Penh sang thủ đô Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình hội kiến về các vấn đề quan trọng giữa hai nước. Người ta cho biết Campuchia đang là cánh tay sai đắc lực của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á. Đây chính là lý do vì sao mà Trung Quốc đã bơm một lượng tiền lớn cho Thủ tướng ông Hun Sen để xây dựng điện đường Trường Trạm. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng lòng tham của Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình là vô cùng quan ngại. Trong những tháng vừa qua, dịch bệnh Covid tàn phá rất nhiều trên thế giới, nhưng chính quyền của ông ta vẫn đem quân đi xâm chiếm Biển Đông, đi xâm chiếm lãnh thổ của Triều Tiên, của Ấn Độ. Ngoài ra, ông còn đang âm mưu xâm chiếm rất nhiều mảnh đất đẹp trên đất của Campuchia. Điều này đang gây ra rất nhiều mối quan ngại cho khối ASEAN và nhiều nước trên thế giới. Mỹ liên tục cảnh báo việc Campuchia cấp đất cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết Thủ tướng ông Hun Sen của Campuchia là người tham quyền cố vị. Bằng chứng rõ rệt nhất là tính tới thời điểm hiện tại, ông Hun Sen đã làm thủ tướng của đất nước Chùa Tháp tới 35 năm. Từ khi ông còn rất trẻ và đến bây giờ ông đã 78 tuổi rồi, nhưng ông vẫn làm thủ tướng. Trong một phát biểu ở thủ đô Phnom Penh, ông sẽ nói rằng tôi sẽ tiếp tục làm thủ tướng cho đến khi nào sức khỏe không cho phép và tôi về hưu. Người con trai cả của tôi sẽ tiếp tục kế vị và làm thủ tướng của đất nước Chùa Tháp xinh đẹp này. Tôi cam kết Campuchia sẽ lớn mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á cũng như là khu vực châu Á nếu như kết thân với cả phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Campuchia trong 2 năm trở lại đây được cho là rất thân thiết với Bắc Kinh. Bằng chứng rõ rệt nhất là quân đội của Campuchia đã nhận được nhiều xe bọc thép, vũ khí cũng như là xe chuyên dụng của quân đội chính quyền Bắc Kinh. Quân đội của Bắc Kinh đã cung cấp rất nhiều vũ khí tối tân hiện đại cho chính quyền Thủ tướng Hun Sen. Đổi lại, Campuchia sẽ tiếp tục cấp nhiều đất rừng và sân bay, bến cảng cho Bắc Kinh để xây dựng các căn cứ quân sự. Campuchia nói rằng nếu như có sự hỗ trợ đắc lực của Trung Quốc thì đất nước Chùa Tháp này sẽ trở thành con rồng của châu Á. Kính thưa quý vị, có một thông tin mà chúng tôi mới nhận được, đó là Campuchia đã mua rất nhiều vũ khí Trung Quốc, xây đường băng cho Trung Quốc thuê 99 năm. Dù bác bỏ tin của báo Mỹ rằng Phnom Penh cho Trung Quốc thuê căn cứ quân sự, Thủ tướng Hun Sen lại vừa xác nhận nước ông mua hàng chục ngàn vũ khí Trung Quốc. Những chi tiết hiếm hoi về các thỏa thuận mua vũ khí từ Bắc Kinh được đưa ra chỉ vài hôm sau khi Campuchia bác bỏ việc nước này có thỏa thuận bí mật theo đó cho phép tàu chiến Trung Quốc sử dụng một căn cứ hải quân của mình. Phát biểu trên Facebook khi đến thăm công trình xây dựng sân vận động ở Phnom Penh, món quà của Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Hun Sen nói rằng chỉ trong năm nay, Campuchia chi 40 triệu USD mua thêm vũ khí từ Trung Quốc. Tôi đã ra lệnh mua hàng chục ngàn vũ khí bổ sung, ông Hun Sen nói, nhưng không giải thích là đã đặt mua các loại vũ khí nào. Nay, chúng đang được vận chuyển tới. Các hợp đồng trước đó đạt con số 290 triệu USD cho phép Campuchia dùng vũ khí Trung Quốc để hiện đại hóa quân đội. Thực hư chuyện Campuchia cho Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân. Mới đây, chính quyền ông Hun Sen gọi bài trên báo Vua Chitjonan là một thỏa thuận bí mật Campuchia-Trung Quốc để quốc gia lớn sử dụng căn cứ hải quân Campuchia là tin giả. Họ còn tổ chức cho các đoàn nhà báo nước ngoài đến xem một khu đất ở Rim Sinakovai và chỉ ra rằng tại đó không hề có căn cứ nào cho người Trung Quốc cả. Mặc dù vậy, giới chuyên gia về an ninh quốc phòng ở nước ngoài không tin vào chiến dịch truyền thông tuyên truyền đó của Campuchia. Hai báo Úc GF và Sydney Morning Herald trích lời tiến sĩ Ewan Graham từ Đại học La Trobe nói rằng sẽ sai lầm khi nghĩ rằng Campuchia xây dựng một căn cứ cho Trung Quốc kiểu như căn cứ Mỹ đóng ở Nhật. Trái lại, ông tin rằng đây là một quá trình từ từ tạo vị trí bán quân sự, bán dân sự và khi cần, Trung Quốc mới điều chuyển lực lượng tới. Ngay lập tức, Úc đã quan tâm đến chuyện này và chuyên gia an ninh quốc phòng John Black từ Đại học Quốc gia Australia nói Úc cần đánh giá lại bố trí an ninh cùng đồng minh trong những năm quốc gia Five Four Days, Úc, Singapore, Malaysia, New Zealand và Anh. Các nước này đang kiểm soát eo biển Malacca và nếu Trung Quốc đưa được không quân xuống Campuchia, cộng với các căn cứ có ở Djibouti và Pakistan thì tính toán an ninh của Úc phải thay đổi, theo tờ Sydney Morning Herald. Ngay từ năm ngoái, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã lên tiếng về một căn cứ hải quân Campuchia xây cho Trung Quốc, phân tích ra Malcolm David từ Viện Chính sách Chiến lược Australia trong bài viết đăng hôm ngày 29 tháng 7, nói rằng thỏa thuận cho phép Trung Quốc sử dụng một phần căn cứ quân hải quân Rim có hiệu lực trong 30 năm và sẽ được tự động gia hạn 10 năm một lần. Đáng chú ý là Rim chỉ cách biên giới Việt Nam-Campuchia 100 mét. Nếu quả thực Trung Quốc được
Campuchia. Nếu quả thực Trung Quốc được Campuchia trao quyền sử dụng căn cứ hải quân tại đây, thì tàu chiến Trung Quốc có thể từ khu vực phía nam của Việt Nam đi lên hướng đông bắc để hỗ trợ cho các hoạt động khác của Trung Quốc ở dọc bờ biển Việt Nam và tại các khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa đang có tranh chấp. Theo Malcolm David, xây đường băng cho Trung Quốc thuê 99 năm. Vào tháng 5 năm 2019, Andrew Nathanson viết trên South China Morning Post rằng giới quan sát nghi là sân bay toa trên đảo có công có thể dùng vào mục tiêu quân sự. Mô thức nhận đất cho thuê dài hạn để rồi có thể thu nhận vĩnh viễn đã có trong quan hệ Trung Quốc với Sri Lanka. Bài báo nói Campuchia cho tập đoàn UDG của Trung Quốc thuê 40.000 hectare đất trên đảo có công tới năm 2108. Theo thỏa thuận 99 năm, tại đây, UDG cho xây đường băng dài 3,4 km, dài hơn sân bay quốc tế Phnom Penh và hơn hẳn đường băng dân sự, chỉ cần tối đa 2,8 km. Về lý thuyết, đường băng khổng lồ này là để phục vụ một casino vắng tanh vắng ngắt trên hòn đảo nghỉ dưỡng. Theo bài báo, dù là công ty tư nhân, UDG từng có vinh dự được đón một lãnh đạo Quốc hội Trung Quốc, ông Vương Khâm Mẫn, đến tận nơi thăm dự án Cô Công. Được biết, công trình du lịch trên hòn đảo của Campuchia được chính Trương Cao Lệ, cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc, ủng hộ. Chúng ta hãy chờ xem Campuchia sẽ lớn mạnh hay bị lụi tàn nếu phụ thuộc vào Bắc Kinh. Và chính quyền của ông Tập Cận Bình có thôn tính được đất nước chúa tháp này hay không, thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị và các bạn trong bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay, do thời lượng có hạn, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi hết chương trình của chúng tôi. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn nút chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.